Xin chào các bạn đến với kênh Sáng Tạo DJC 2 của mình. Hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái sửa một cái cây quạt Senco. Thì cái cây quạt này thì hiện tại giờ là nó bị đứt cái cầu chì trong đây nè các bạn. Thì chúng ta đo thì mình thấy đo thì mình kiểm tra mình thấy đứt cái cầu chì của cái người quen mình đem lại cho mình sửa, thì sẵn đây mình chia sẻ luôn. Thì thường thì cái cầu chì cái quạt trong quạt Senco này nó có cái cầu chì, thường thì nó hư thì chúng ta phải gỡ ra, gỡ cái chùm dây này ra. Thì chúng ta cắt cái cầu chì ra bỏ thay, hoặc là nếu không có cầu chì thay thì chúng ta đấu lửa ghét lại cho nó chạy là xong. Nhưng mà đối với thợ thì việc làm này rất là dễ, nhưng mà đối với cái người ở nhà cũng như các bạn mà mới và chập chững vào nghề á, thì chúng ta gỡ cái này ra không quen tay nó dễ bị đứt cái chùm dây này nè. Đó, các bạn thấy rõ là mấy cái dây nhỏ 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 này nè, nó dễ đứt lắm. Thì hôm nay mình chia sẻ cho các bạn cái cách mà sửa lại cái quạt mà nó bị đứt cái cầu chì mà không cần đụng tới cái chùm dây này nha các bạn. Thì đây để mình xác định cho các bạn xem. Đây thì cái quạt này thì cái cục tụ nó nằm ở trên đầu nha các bạn. Đây cục tụ nằm trên đầu nè. Đó thì ở đây khi mà mình đo cái này thì mình dặn lên đồng hồ lại cái chế độ nhân 10 nha các bạn. Đây chế độ nhân 10 thì để mình đo cho bạn xem. Thì tại sao mình chia sẻ cho các bạn đo đồng hồ cơ? Tại vì đồng hồ cơ nó dễ xử lý hơn. Cái thứ nhất là nó không có nhảy loạn xạ. Cái thứ hai nữa là dành cho những bạn mà mới vào học nghề thì chúng ta nên sử dụng đồng hồ cơ, nó dễ xử lý, dễ sử dụng hơn nha các bạn. Còn đồng hồ điện tử cái số các bạn đo mà nó tiếp xúc không tốt, nó nhảy loạn xạ khó lắm. Đó, nó rất là khó. Đó thì một vài lưu ý mình chia sẻ với các bạn nha. Thì những anh em nào mà phải sử dụng đồng hồ điện tử thì suy nghĩ kỹ lại nha. Rồi bây giờ mình đo cho bạn xem nè. Thì cái cục tụ đề thì nó nằm trên đầu, thì hai cái dây này là một cái trong hai dây này thì nó có một cái cộng dây chạy và cộng dây đề, nhưng mà nó ra chủng màu gì chúng ta không có xác định được cái dây nào gì dây chạy dây đề nha các bạn. Thì ở đây mình đo để đo lên cho các bạn xem thì cuồng điện nó vẫn lên nè. Đó các bạn thấy rõ không? Đó, cuồng điện nó lên là 1500 ohm. Đó. Thì nó lên, nó còn lên cái số ohm này là còn cuồng điện nó còn. Nhưng mà ngược lại cái ở dưới đây nó có cái dây nè các bạn. Đây để mình cắt ra cho các bạn xem. Cái dây này là cái dây dây ở trên này, dây truyền xuống nè các bạn. Đây. Cái dây xám, đó các bạn thấy rõ dây xám nè. Đây. Thì thường thường cái dây xám này là cái dây chạy các bạn. Cái dây này là nó đấu liền từ cái cọng dây chạy trên đây. Trên đây nó có hai cọng dây, không biết cái dây nào là dây chạy, dây nào dây đề. Thì mình nói trước là các bạn biết là cái cọng dây này, một cọng dây này nó qua một cái cầu chì. Đó, nó vô cái cầu chì đó, rồi cái từ cái cầu chì đó nó mới vô mấy cái một trong hai cọng dây này. Thì bây giờ chúng ta đo, đây để mình đo cho các bạn xem nè. Thường thì cái dây này chúng ta phải đo nó phải lên. Nó phải lên, đo với số này nó phải lên, nhưng mà bây giờ mình đo nó không lên nha các bạn. Đây để mình đo cho các bạn xem. Đây mình nắm cái cọng dây xám này mình đo vô số, nếu mà nó lên thì nó còn, cầu chì nó còn nó không lên là cầu chì đứt nha các bạn. Đây mình đo vô số thì nó không lên nè các bạn. Đây mình đo chọn vô số nó không lên nè. Thì có nghĩa là chắc chắn là cái cầu chì nó đã đứt rồi. Đó. Cầu chì nó đứt rồi thì bây giờ chúng ta phải xử lý làm sao? Đây. Thì đây đây các bạn, để mình đo trên đây xuống cho bạn xem nè, để mình xác định được dây nào dây chạy, dây nào dây đề luôn nè các bạn. Thì cái dây chạy á thì khi mà chúng ta đo á là cái số ohm là nó nhiều nhất nha các bạn. Đo lưng phiên 3 số thì cái số ohm nó lúc nào nó cũng nhiều hơn dây đề. Đó. Thì giờ mình nắm đại một trong hai cái cọng dây thì mình cứ đo đại nha. Đây mình đo đại vô số nè các bạn. Đó, thì nó lên 800 ohm nè các bạn. 700 ohm, 800 rồi. Cỡ này có 900 ohm nè. Đây đây là số này. Cái số này là nó 800 ohm. Đây coi. 800 750. 7 600 mấy. Rồi đúng rồi. Đây rồi bắt đầu mình mới bỏ cái dây này. Chúng ta nắm qua đây chúng ta đo bên đây nha. Đây chúng ta đo bên đây các bạn. Đây. Đó các bạn thấy rõ không? Cái dây bên đây là nó lên có là 500 mấy chục ohm thôi. Còn cái dây số 2. Dây số 2 thì nó lên khoảng 400 mấy chục ohm. Dây số 1 thì nó lên 400 cũng khoảng 400 mấy chục ohm. Thì có nghĩa là dây này dây đề nè các bạn, dây này dây đề nè. Thì với lại mình chia sẻ luôn các bạn, đây hiện tại giờ cái cục này là cái cục K3 nó chỉ có là 1.8 thôi. Bây giờ mình cắt bỏ luôn nha các bạn. Mình cắt bỏ luôn, mình thay cái cục K3 2 chấm luôn nha. Rồi bây giờ các bạn làm dấu cái dây chạy nha các bạn. Đây cái dây chạy nè, chúng ta tưới cái sẵn nha. Đây, tưới ra sẵn luôn. Là cái dây này dây chạy nha các bạn. Thì bây giờ á thì thay vì á là cái từ cái dây chạy này nó qua một cái cầu chì các bạn. Đây nó vô cái cầu chì đây. Đó. Rồi nó từ cái cầu chì này, cái đầu kia cầu chì nó mới nối cái dây xám xuống đây. Thì bây giờ chúng ta không có xài dây xám này nữa, dây xám này nó bị đứt cái cầu chì đây rồi. Thì chúng ta cắt bỏ cái dây xám này bỏ luôn các bạn. Đây, chúng ta cắt bỏ luôn.
Đó, thấy không? Bây giờ mình cắt bỏ dây xám đó. Rồi bây giờ mình lấy cái cọng dây điện khác nha bạn, dây điện khác đây. Đây mình lòn xuống một cọng nha các bạn. Mình lòn xuống một cọng, bây giờ mình nối vô cái dây chạy nè. Đây mình nối vô dây chạy một mối luôn. Có nghĩa là bây giờ mình nấu đờ gác mình không qua cầu chì nữa đó các bạn. Cầu chì nó bị đứt rồi thì thay vì chúng ta gỡ ở đây, chúng ta nấu liền trong đây thì nó gọn, nó đẹp hơn. Nhưng mà ngược lại cái đó là bạn nào mà không có quen kỹ thuật á thì các bạn gỡ ra thì hả là nó dễ bị đứt cuồng điện các bạn. Nó bị đứt cái chùm dây này nè, thì hôm nay mình chia sẻ các bạn nấu tắt nha. Nấu tắt thì không có cần mà phải gỡ cái cuồng điện nó ra, thì chúng ta nấu cái cọng dây này xuống lo thôi. Đây, bây giờ chúng ta lòn xuống đây nha các bạn. Đó. Rồi, lòn chung vô cái dây này luôn. Đó, lòn chung vô cái dây rút nè, đó. Thì nó cũng gọn thôi các bạn. Đây. Đó các bạn. Thấy không? Lòn chung xuống vậy. Rồi, chúng ta đưa xuống. À, nhét xuống nha các bạn. Đây, nhét xuống đây. Đó. À, chúng ta nhét xuống. Thì cái này đúng ra là thợ ít có ai làm kiểu này lắm các bạn. Thì đa số thì mình chia sẻ là cho những cái bạn ở nhà thì chúng ta không có quen cái vụ mà gỡ cái cuồng điện ra. Với lại cái cuồng điện dây đồng thì đỡ gặp dây nhôm nữa thì nó còn tệ nữa, gỡ ra lại đi luôn. Nhưng mà đa số mấy cái quạt mà nó có cầu chì là đa số cuồng điện dây đồng thôi các bạn, quạt Senco á. Nhưng mà mình chia sẻ cách này làm, thì bạn nào có áp dụng cách này thì làm, còn không áp dụng thì làm theo cái kiểu mà chúng ta gỡ cuồng điện ra nha. Thì mình làm clip thì mình chia sẻ nhiều cái cách để làm, để cho các bạn muốn sử dụng cái cách nào làm cách đó ha. Đó, chúng ta sọc xuống. Rồi, xem chưa? Đây. Đó các bạn. Rồi, bây giờ cái dây này, cái dây xám này chúng ta đã cắt bỏ rồi. Dây này nó không có còn dính líu nữa chứ các bạn. Dây này nó không có dẫn điện đâu, sợ. Rồi, bây giờ chúng ta cắt gan khúc nha. Đây, cắt gan khúc về. Rồi chúng ta nối vô với dây điện 220 luôn nha các bạn. Đây các bạn, dây điện 220 nè. Rồi chúng ta nối vô lên đây là xong nha. Đây, thì đó, bây giờ chúng ta nối vậy là chúng ta đo đây nó lên nè các bạn. Đây chúng ta đo vô số nó lên nè. Đây mình nắm dây đỏ nha. Cái dây mình mới nối xuống đó, đúng ra là mình kiếm cái dây xám nhưng mà cái dây xám không có, mình lấy dây đỏ mình làm. Đây đồng hồ đây các bạn. Đây mình đo dây số nè, đó, nó lên đó, các bạn thấy rõ không? Đây nó lên rõ ràng. Đó. Đây số 2 nè. Đó, số 2 lên gần 700 ohm, 700 mấy ohm. Số 1 nó lên cũng cỡ đó các bạn. Cái này á. Đây, số 3 thì nó lên 600 mấy ohm. Số 2 thì nó lên 700 ohm. Số 1 thì lên 700 mấy chục ohm, đó. Thì cái số ohm của nó thì khi mà chúng ta đo đồng hồ này thì cái độ sai lệch của nó chỉ có chút xíu thôi các bạn. Rồi bây giờ chúng ta đã lấy cái mối này chúng ta đấu với vô cái mối điện 220 luôn nha các bạn. Đây trước khi đấu vô chúng ta đút cái ống cắt điện vô nha. Rồi để mình xử lý cho bạn xem. Rồi mình cắm điện vô cho chạy thử cho bạn xem nha. Rồi xong. Cách này thì nó nhanh, nó lẹ mà nó an toàn. Nhưng mà ngược lại nó không có thẩm mỹ nha các bạn. Thì nó hơi xấu một tí nha. Rồi bây giờ chúng ta lắp cái này vô trước đi ha. Đây dàn số nè các bạn, đây mình cho các bạn xem nè, dàn số của nó nè. Đây một cái mối điện 220 nó vô cái cọng dây đỏ này, nó lên cái dây chạy trên đầu này đó. Rồi cái mối điện 220 còn lại nó vô cái dàn số này nha các bạn, vô dàn số này. Ở đây là chúng ta có ba số, trắng là số 3, dài số 2, đỏ số 1. Thì có nhiều cái cây quạt là nó đi xuống như đây 5 giây thì cái dây số 1 này dây màu xanh. Còn cái này là nó xuống đây có 4 vòng dây thôi. 4 vòng dây là do cái cục tụ đề nằm trên đầu. Thì các bạn này nó xuống dưới nó chỉ có 4 vòng dây thôi nha các bạn. Rồi bây giờ mình lắp vô nha các bạn. Đây mình lắp vô rồi để mình gắn cái ba vô nữa là cho bạn xem nha. Cho bạn xem nó hiệu quả như thế nào nha. Đó. Thời điểm này dịch bệnh diễn biến rất là phức tạp thì anh em nhớ ra đường nhớ kỹ chút nghe nè. Có những cái nơi chỉ thị 15 nhưng mà chúng ta cũng không nên để y nha. Mà ở khu vực mình thì nó bị chỉ thị 16 rồi, không có làm ăn gì được chứ anh em ơi. Ai. Đây, dẫn ấp lại. Thì hiện tại giờ mình tạm ngưng bán hàng rồi nghe anh em. Anh em có mua hàng thì
thì đợi khi nào mà mình đăng mình thông báo mình bán lại mình mới bán nha. Bây giờ mình không có gửi hàng được nên mình tạm ngưng bán nha anh em. Bây giờ mình nghỉ bán là không có bán gì được hết trơn á. Đó, xong. Rồi, cái nút này chúng ta nhét vô. Đó. Rồi, bây giờ ở đây á là hai cái dây này nè anh em. Dây này là dây chạy nè. Dây chạy chúng ta đấu vô mới đỏ nè để cho nó khỏi lộn nè ha. Còn dây này dây đề nha anh em. Đây dây đề, dây đề. Thì để mình gỡ cái cục tụ đề này ra bỏ. Cục tụ đề này nó có 1.8 à. Quài Senko thì thường thường nó làm tụ 1.8 nè anh em. Đó. Anh em thấy rõ không? Có 1.8 thôi. Thì bỏ đi, mình chơi 2 chấm luôn cho nó mạnh ha. Đây, mình gắn 2 chấm vô. Đây, tụ 2 chấm của mình. Rồi mình gắn vô nghe anh em. Thời điểm này do dịch bệnh anh em, mình không có đi săn lùng ba cái đồ dây chai được nên mình ít có quay clip để chia sẻ cho anh em. Thì ở nhà có gì mình chia sẻ đó thôi nha. Thì thời điểm này anh em cũng gắng xem ủng hộ mình. Tại vì bây giờ không có đi mua gì được trơn bởi vì không có đăng clip được nhiều. Thì cái cục tụ đề này nè anh em đấu vô dây màu gì vô cũng được nha anh em. Tụ đề này nó không có phân biệt cộng trừ gì hết nha. Chúng ta đưa dây màu gì vô cũng được ha. Rồi, cái tiếp bên đây. Rồi, đó, xong rồi đó anh em. Rồi bây giờ nè, để mình nói anh em nghe nè. Do cái cục tụ đề trước nó yếu á, rồi nó chạy cái củ dây này nó nóng nè. Đó, anh em thấy rõ không? Nó nóng nó đứt ra luôn nè, nó đứt cái chùm dây này ra. Thì bây giờ để mình nịch nó lại nha. Để lấy cái dây rút mình rút nó lại. Anh em chờ chút nha. Đây để mình mới lấy một dây rút nè anh em. Đây, để mình rút nó lại nha. Chứ anh em mà thấy nó xúc ra vậy mà anh em không rút lại á thì nó dễ bị nó chạy á, nó chịu hướng qua lại đó, nó động cái cọng chùm dây này nè, nó dễ đứt lắm nghe nè. Rồi bây giờ chúng ta nhét cái dây rút xuống. Tại mình quay phim anh em, mình để cái máy nó hơi vướng cái tay làm nó hơi khó nghe nè, cái chân quay nó hơi vướng á, nó nghịch tay mình. Đây. Cái này đúng ra mình lấy cái kìm mỏ nhọn mình gấp lên nha anh em. Tại vì do cái kìm mỏ nhọn mình có người mượn rồi. Bây giờ phải lấy cây kéo gấp lên. Rồi. Đó. Chúng ta nịch vô một cái, một cọng ha. Rồi coi cái bên nào nó có bị nó không. Bên đây thì khỏi nịch cũng được. Tại vì bên đây nó dưa nó... nó đúng ra là nịch cũng được luôn anh em. Rồi, nếu là anh em thấy cái khả năng mà chúng ta nịch lại được thì chúng ta nịch nha. Còn nếu nịch không được thì nịch một cộng nó cũng được ha. Đây. Có cái kìm mỏ nhọn làm rất là dễ luôn. Rồi gặp cái ông anh ông mượn lấy bển luôn rồi. À đây. Đó nè, rút lại cái gì là ngon lành anh em. Đó. Rồi ở đây cộng nữa nghe anh em, ở đây cộng nữa ba cộng luôn á. Nó cái quạt của Senko á, nó làm cũng rất là kỹ nghe anh em. Nó là cuộn điện dây đồng 100% á, nhưng mà do nó xài, người ta xài nó bị cái tụ đề nó hơi yếu á, nó chạy nó bị nóng á, nó nóng rồi cái cầu chì nó làm việc cái kiểu như nó chạy nó yếu và ampe nó tăng lên thì cầu chì nhiệt của nó sẽ bị đứt nha anh em. Rồi xong. Rồi cái chỗ này nè anh em, cái dây này nè. Thì chúng ta sắp xếp làm sao cho nó gọn lên nha anh em. Đây như vậy ha. Thì làm thì nếu mà về điện thì anh em kỹ một chút. Chứ điện mà chúng ta làm ẩu quá thì nó nguy hiểm cho mình. Nhất là điện mà chúng ta xài cái quạt này nè, nhiều khi quạt sáng đêm không chừng nữa. Nhiều khi quạt ngủ thì anh em kỹ một chút, chứ để mà lỡ có chạm mát đồ nó dễ gây cháy nổ lắm nha anh em. Rồi.
Đó. Rồi, kỹ kỹ như nha nè. Rồi cái này chúng ta đậy cái gáo là xong ha. Rồi bây giờ để mình cắm điện vô thử luôn cho anh em xem nha. Đây để mình cắm điện vô thử nè, cắm điện vô. Đó chạy luôn nè anh em. Đó ngon lành nè thấy không? Nè, tắt nè. Đó, số 1 nè. Đó. Số 2 nè. Số 3 nè. Rồi thì hôm nay chủ yếu là mình chia sẻ cho anh em cái cách mà làm cái cây quạt mà nó bị đứt cái cầu trì nhiệt trong đây, thì chúng ta không có cần phải gỡ cái cuộn điện ra. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là cái này thì thường thường thì nếu cho dành cho những anh em mà chúng ta mà thấy cái trường hợp mà nó khó gỡ với bốn con ốc này, nhiều khi có những cái con ốc nó rất là cứng anh em, quạt Senco nó ác lắm, nó làm cái kiểu mà nó có như có phay gà vậy đó, thì nó rất là cứng, anh em dặn ra không được. Thì chúng ta dùng cái cách này thì không có cần thiết mà phải gỡ cái cuộn điện ra đó. Thì hôm nay mình chia sẻ cho anh em tới đây là xong. Thì anh em nào xem kênh mình mà nếu mà thấy có hay và bổ ích thì anh em nhớ chia sẻ cho nhiều anh em khác cùng xem. Đó, để phổ biến giúp những cái người mà ở trong cái vùng sâu vùng xa, thì chúng ta không có đem quạt được cho tới cái tiệm thợ sửa thì chúng ta tự sửa nhà cũng được nha anh em. Rồi thôi, xin chào tạm biệt anh em nha.